Yes, very good. Rồi. Cái đầu tiên ha, con chuột là gì con? Con chuột. Mouse. Mouse. Trăng. Con biết rồi. Not Con trăng là moon. moon. Con khỉ. Monkey. 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 Giỏi. Bản đồ. Mouse. Map. Đúng rồi. Sữa. Milk. Núi. Núi. Mountain. Milk. Mountain. 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 Đúng rồi, giỏi quá. À, tiếp theo bây giờ mình tôi sẽ biết năm đầu á. Cái màu á, cái màu của cái đó nha. Ví dụ như cô nói cái bản đồ có màu gì? What is it? Con sẽ nói là it is cái màu rồi cái tên của cái đó ra nha. Cô ví dụ cái bản đồ có màu xanh thì mình nói là it is a green map. Được không? It is a green map. Rồi, ngọn núi màu xám mình nói làm sao? It is Giỏi. Ok. Ông trăng. Ông trăng. Đây là một ông trăng màu vàng. It is moon. a yellow moon. It is a yellow Đúng rồi, it is a yellow moon. Tiếp theo, con chuột có màu gì? Purple. Purple. It's Đúng rồi. Con khỉ có màu gì? What is it? yellow purple Wow. It is a round monkey. Quá giỏi luôn. Hôm nay sao An giỏi thế? À, nên tới playtime rồi nè. An giỏi quá thì mình tới chơi game rồi. Yeah. Để xem con mình chơi game gì ha. An đoán thử mình chơi game gì. Con nghĩ là chơi game Zombie. Để xem mình phải không ha. À, mình chơi game câu cá. Con cá đầu tiên để xem trả lời đúng mới bắt được cá, trả lời sai là không bắt được cá. con biết rồi đó con biết đáp án là gì đó. Đáp C. án gì? C. Yeah, câu được cá rồi. Con được câu tiếp 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 con đi chữ S để con đến đúng mouse. Giỏi. Mouse. Tiếp theo, what is it? Đây. Yeah. Yeah. Câu được thêm câu thứ hai rồi. Con đi Câu này. Câu này của cô phải không? Câu này của cô. Không là của con. Con được hai câu này. Thôi cho cô một con đi. Thôi. Không cho hả? Sao không cho cô phải dạy? Cô lấy một con thôi. Thôi. Vậy hồi chút mà em câu câu được hết, em câu cho cô một con nha. Ok. Rồi. Tiếp theo, con thứ ba. What is this? A, A là gì? Milk. Giỏi. Vậy con nói cho cô đây là sữa, mình nói làm sao? What is this? Người ta hỏi mình đây là cái gì? Mình trả lời đây là this is. This is milk. Không có ở. Milk không có ở. This is milk thôi. This is Yeah. milk. Yeah. Em được ba con rồi. Con tiếp theo. Đây là cái gì đây? Bi. Chắc không con? Bi là cái này hả? Map là bản đồ mà. Còn núi là gì? Núi là mountain. Núi là mountain mà. Mountain. Mountain Để mình trả đây đáp án nào? là Đi. Yeah. Yeah. Rồi, ăn được bốn con cá rồi, ăn cho cô một con nha. Ok, con còn ba Rồi. Đúng rồi. Mango. Bây giờ mình tới cái từ tiếp theo ha. Trái đầu tiên là trái gì vậy con? Mango. Mango là trái gì? Em ăn trái này chua?
Nó có màu gì đây? It is a... It is a yellow mango. Yellow mango. Giỏi. Tiếp theo. Magazine. 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 Đây là tạp chí ha. Tạp chí là những cái cuốn như thế này nè con. Tạp chí. Trong đây nó sẽ có những in hình, những cái bức hình rất là đẹp. Có thể là thức ăn nè. Có thể là in hình những quần áo nè. Mình gọi là tạp chí ha. Đọc lại theo cô. Magazine. Magazine. Đúng rồi. Tiếp theo mình có chữ gì đây? Đây là cái gì đây? Muffin. Rồi. Cái bánh này mình gọi là muffin. 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 Muffin là bánh. Cái bánh như vậy nè ha. Đó, mình gọi là muffin. Bây giờ có 6 cái mình chia sao đây ta? Cô 5 cái, em 1 cái nha. Không chịu hả? Bây giờ sao? Có 6 cái mình chia sao giờ? Sáu cái giờ mình chia sao giờ? Đúng rồi hả? Được không? Mỗi người 3 cái. Đúng rồi, em lấy cái nào? Cô chọn trước nha, hay là em chọn trước? Cô chọn trước. Cô chọn cái nào? Cái này đi. Cái nào cho cô màu đi. Đọc cho cô cái màu á, cho cô biết. Con có màu pink. Cái còn cái vỏ. Còn cái vỏ như thế này nè. Cái là green. Rồi, đây là của A. Cái nào nữa, còn hai cái nữa. Em chọn thêm hai cái nữa. Con chọn cái này đây. Cái này nhìn dễ hơn. Đù, đọc cho cô màu sắc. Con diễn tả cho cô biết con chọn cái nào. Con chọn cái. Con chọn cái màu có màu trắng. Với lại cái màu đỏ. Có trái gì trên đó không? Có cái trái gì trên đó không? Không phải, có một cái kia như thế này nè. Cái quả đó. Right. Không phải. Chính xác. Ok, rồi. Bây giờ em nhận cho cô một cái nữa nha. One more. Thêm một cái nữa nè. Ơi. Cái này đây. Rồi. Cái này đúng không? Để con dọn lại. Rồi. Cái này con ngon ta. Con chọn này đi. Cái này nhìn ngon nè. Con sẽ chọn cái này. Con chọn cái kia một cái màu nâu như vậy. Lắp mấy cái làm chi lại cái gì mà bỏ một số nhạc trời. Rồi, ok. Đây đúng không? Không phải, con đang có strawberry. Không. Rồi đây. Chính xác. Rồi, vậy là ba cái còn lại của cô nha. Vậy là trên cái của cô có strawberry. Cô ăn được strawberry nè. Cô có cherry nè. Cô có cherry luôn. Rồi, ok. Lặp lại cho cô, bánh này mình gọi là bánh gì? Muffin. 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 Con có cho em con cái không? Con có cho em con cái không? Em có 3 cái nè. Em cho em của em cái nào? Cái này là cô cho cái này đi. Cái nào diễn tả cho cô? Cái này đi. Cái mà có cái màu trắng. Cái này cái màu nâu với lại cái vỏ màu xanh lá. Rồi đây đúng không? Cái đó con chọn rồi nè.
Cái đó con chọn đúng rồi, nhưng mà con lấy con ba cái của con lấy một cái cho em con. Đúng không? Con lấy cái này nè. Cái đó của cô mà. Thì cô cho đi. Rồi. Nhưng mà em có ba cái thì em cho em của em một cái đi. Em còn hai cái. Thôi, con lấy cái nào cũng được. Rồi, vậy là cô lấy cái của cô cho em của em đúng không? Ok. Rồi, ok. Tiếp theo. À, mình có tiền là gì con? Tiền á. Money. 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 Money là tiền. Money là tiền ha. Tiếp theo, mặt nạ là mask. 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 Mask là mặt nạ ha. Tiếp theo mình có cái thực đơn. Em đi nhà hàng em có thấy những cái này không con? Có. Đúng rồi, là thực đơn ha. Thực đơn mình gọi là menu. 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 Menu là thực đơn, trong đó có ghi món nè. À, ví dụ như là rice, fried rice, cơm chiên nè. Noodle trên đây nè, đó, chicken trên đây ha. Rồi, bây giờ lặp lại nè, tiền là gì con? Tiền là gì An? Tiền á, tiền. Tiền. An ơi, tiền là gì hả An? Tiền là gì? Cô ơi, cô chai nước cứng gì đây nè, cô mở ra đừng à. Rồi, nhỏ cho cô coi đi. Không biết sao được. Cô mở cái kiểu biết sao lúc đó mở được. Rồi. Bây giờ có hết mở được. Vậy tiền là gì con? An ơi, tiền á. Money. 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 Đây cô mở giùm cho. Đây cô mở giùm cho An. Đây đưa cô đi, cô mở giùm cho. Đây. Rồi cô mở nha. Bây giờ An làm theo cô nè, An làm theo cô là em mở, An làm mở được nè. Chổng cái chai xuống. Chổng cái chai ngược lại. Rồi đập ở dưới đáy mấy cái. Ừ. Đập dưới đáy mấy cái. Đập ở trên cái đáy mà. Lấy cái tay đập. Rồi. Bây giờ con mở đi, được rồi đó. Được chưa? Chưa nữa hả? Vậy con lấy cái áo con mở thử xem. Để cái chai cho cái áo rồi mở. Ừ đúng rồi. Thử coi. Được chưa? Dạ, con nghĩ là chưa được. Trời ơi. Mở nó coi. Con lại là mở nó coi. Được chưa? Con mở coi chừng ngược chiều đó, con mở từ trái sang phải á. Mở từ trái sang phải. Không biết sao lúc đó mở được quá. Rồi vậy thôi con nhờ người giúp đi, con nhờ ba hay mẹ mở giùm con đi. Đừng có cắn gãy răng đó. Được chưa? Rồi bây giờ An trả lời cho cô xong hai cái này đi, được cô chỉ An cách mở tiếp. Mặt nạ là gì con? Mặt nạ là gì? Mặt nạ. Mask. 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 Đúng rồi, thực đơn. Menu. 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 Rồi. Mặt nạ là mask. Mask. Menu. Menu. Thực đơn. Rồi.
em áp dụng cách hồi nãy cô chỉ đi, áp dụng lại thêm lần nữa đi. Chổng ngược chai xuống, rồi đập đập cái đáy, lấy tay đập đập cái đáy, rồi mở mở thử lại đi con. Ok. Mở từ trái sang phải. Từ trái, đâu rồi con? Từ trái này bên đây không? Bên tay trái của con á. Đây không? Tay trái con đâu? Tay trái con đâu? Đây. Cái phải của con mà. Đây. Ừ, tay trái rồi mở từ trái, bên trái sang phải là mở theo chiều đó. Đúng hả? Đúng rồi ạ. Được chưa? Dạ. Chưa nữa. Vậy thôi con nhờ người giúp đỡ đi. Lần thứ hai rồi quá. Rồi bây giờ what are they nha. Cô hỏi what are they à, em trả lời cho cô ha. Đây à, cái gì đó. Tạp chí là gì em còn nhớ không? Magazine. Magazine. They are magazine. Đọc lại hả cô? They are magazine. They are magazine. Đúng rồi, magazine. Và lưu ý cho cô mình phải thêm cái gì vào? Thêm chữ S vào ở cuối nha con. Magazine có chữ S nè. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều cuốn mình phải thêm S ha. They are magazine. They are Còn một cuốn hoặc là hai cuốn cô? Đây là magazine, nhiều cuốn lắm con. Quá nhiều cuốn này nên mình phải thêm S vào ha. Cái còn một cuốn hoặc là hai cuốn thì sao con? Một cuốn thì con dùng chữ ở, chữ in á, em nhớ không? Một cuốn là it is a magazine. Còn hai cuốn trở lên thì em nhớ thêm S vào cho cô nha và bỏ đi chữ ở phía trước. Đó. Wow! Mình có nhiều bánh quá, nhiều hơn hồi nãy nữa nè. Bây giờ mình chia làm sao đây? Có bao nhiêu cái gì con? How many muffin? Có bao nhiêu cái bánh muffin? S. Phải không? Đâu phải đâu. S nè. Đếm lại coi, cô thấy nhiều hơn mà. How many muffin? 6. No, sai luôn. Chưa phải là đáp án chính xác. Bây giờ hai cô chào mình cùng đếm nha. Bắt đầu đếm cho cô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiếp. 13. 13. 14. 14. 15. 15. And 15. 16. 16. Yeah, tổng cộng có bao nhiêu cái? 16, 16 cái. Bây giờ cô sẽ lấy 15 cái và cô cho em một cái nha. Em dẫn cái nào? Sao vậy? Bây giờ mang lên cái này đi. Thôi, em chỉ được chọn một cái thôi. Chỉ là một cái cho em của An. Là hai cái. Tại sao cô mới được lấy hai cái? Còn cô mới được lấy nhiều cái. À, cô còn lấy cái khác phân chia cho các bạn khác nữa. Đúng không? Phải phân, mình phải chia cho các bạn khác nữa. Nhưng mà không phân khác. Dạ, yeah, em chọn cái nào? Em chọn cái nào nè, chỉ cơ coi. Ôi, coi diễn tả đi cho cô biết con chọn cái nào nha. Con chọn cái này nè. Cái này là mày coi diễn tả đi. Cái mà con thích nhất đó, cái là có cái vỏ màu hồng á. Có cái vỏ màu hồng nhưng mà nó có một cái màu nâu á con. Đoán đây là cái gì? Đây đúng nhưng không? Không phải cái nhưng mà có đây. Cái sô-cô-la. Đây. Con nói là con mấy cái sô cô la. Đây. Không. Với lại một cái màu tím như là một cái màu xanh kết hợp với nhau á.
Đây. Đúng không? Đúng không? Phải luôn ở đây nè. Đây. Không phải ở đây nè. Đây. Không phải ở đây nè. Đây. Chính xác. Rồi, chỉ cái nào của em, của An. Trời ơi. Em ăn cái nè. Sao tự nhiên con có 8 cái, con có 8 cái, còn con chỉ được 7 cái. An chỉ được lấy một cái thôi, những cái khác cô phải cho những bạn khác nữa. Nên bây giờ An chọn một cái cho em của An đi. Em của An chọn cái nào? Nhưng mà sao có được 8 cái? Có được 8 cái. Còn con á thì được. Còn con á thì để á thì được có 5 cái à. Không sao, 5 cái là nhiều rồi. Bây giờ An chọn một cái cho em An đi. Em có thích cái nào? Cô thấy cái này dễ thương nè. Không. Không phải hả? Chứ cái nào? Để cô chọn giùm nha. Cô nghĩ em mang thích cái này nè. Đó, thích màu hồng nè. Vậy cái đó giờ cũng chát qua rồi. Vậy hả? Vậy hả? Cô thấy cái này nè. Cái màu này cũng dễ thương nè. Màu hồng nè. Lấy cho em ăn cái này nha. Rồi, giờ hai em ăn hai cái. Con ăn rồi nó tệ muốn chết. Được. Con này nè. Vậy thôi khỏi đây luôn đi ha. Vậy thôi khỏi luôn đi ha. Khỏi luôn ha. Rồi, ok. Mình chia bánh xong rồi mình tiếp tục nha. Ok. Đây là muffins. Đây là những cái bánh gọi là muffins. Mình cũng thêm S vào ha. Tới playtime rồi. Để xem mình chưa chọn rồi. Zombie. What are they? Trước khi chơi thì mình phải vượt qua được những câu hỏi này mới được. What are they? Đây là cái gì? Ice cream hay là ice cream có S? Quan trọng bên nào? Ice cream có S. Ice cream có S, đúng không? Đúng. Ice cream có S, đúng không? Đúng. Đây có 5 cái là nhiều rồi. Ok, ice cream có S. Đúng không nè? Bây giờ đúng. Có 5 cây. Bây giờ có 5 cây mình chia như thế nào đây? Con 3 cây, con 2 cây. Rồi, ice cream. An chọn cái nào? Con chọn cây này nè. Con chọn cây màu con. Con chọn cây cái màu có màu hồng nhạt. Với lại cái màu hồng đậm. Với lại có một cái que. Chính rồi. Xác. Vậy con chọn một cây cho em của con đi. Có đi. Đâu có con đi. Thôi cái này đi. Chọn một cây cho em ăn đi. Cô nghĩ em ăn cũng muốn ăn mà. Thôi được rồi. Chứ vậy thì cô một cây. Con hai. Cô một cây. Con ba cây. Cái mà có xanh lá. Với lại con mới có dùng đồ màu vàng á. Với lại có một cái que. Với lại có một cái que cầm. Chính xác. Rồi vậy là An lấy kem cái màu hồng. Em ăn lấy kem màu xanh nha. Rồi ba cây còn lại thì của cô nha. Rồi, ok. Thôi, con lấy con 3 cây mà. Cô còn cho những bạn khác nữa, nên mình chỉ lấy một cây thôi. Cô cũng lấy một cây hả? Đúng rồi, cô cũng lấy con cây hả? Hai cây còn lại cho những bạn khác. Nhưng mà cô muốn hai cây. Nhưng mà đi một cây thôi, mỗi người được một cây hả? Rồi, con... vậy là cái cây màu hồng hai. Của An, với cây màu xanh là của em An ha. Rồi, thôi. Con sẽ lấy cái màu vàng này. Rồi.
Sao em? Chứ con muốn ai trai. Rồi. Con... Hồi nãy con có bánh nhiều rồi. Bây giờ mình ăn một cây kem thôi. Thôi. Sao vậy? Nhưng mà con ăn rồi người ta thiếu rồi sao? Mấy bạn khác không có ăn. Đúng không? Nên mình phải cho bạn khác ăn chung với mình cho vui. Đúng không? Cái gì thì cái đây lên 6 cây đi. Đây là 6 cây cũng được. Đây có 5 cây à? Có 5 cây à? Giờ vậy ha, vậy thì mình lấy 3 cây thôi ha, cây này sẽ cho những bạn khác ăn cùng. Rồi, tiếp theo. What are they? What are they? What are they? Đây là cái gì con? Núi. Núi của mình. Những ngọn núi thì mình sẽ chọn bên nào? They are monkeys hay là they are mountains? They are mountains. Giỏi. À, tới game nữa rồi. Hay chưa? Hôm nay con nói tới 5 game lận. Ủa? Cô ơi cô. Sao chơi mấy game rồi cô? Cô ơi, chơi mấy game rồi cô? Nãy giờ mình chơi game là game thứ 3 rồi. Game này là game thứ 3. Game này mới nè, đúng không em? Game này game mới nè. Game lá không cô? Đúng rồi, game này tên là Chiếc Lá May Mắn. Lucky Leaves. Chiếc Lá May Mắn. Rồi, để cô phổ biến luật chơi nha. Bây giờ mình sẽ có 12 chiếc lá. An sẽ lần lượt chọn những cái chiếc lá này cho cô. Sau những chiếc lá này sẽ có một sự bất ngờ. Mình không biết được là trong chiếc lá này nó có cái gì hết. Bây giờ con thử chọn một con số cho cô đi. Chọn chiếc lá số mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Cộng 2 điểm. À, đây là chiếc lá được cộng 2 điểm. Chúc mừng An nha. Yeah, cộng 2 điểm rồi. Rồi, con chọn một chiếc lá khác đi. Ten. Đợi cô chút xíu nha. Đợi cô chút xíu đây. Rồi, đây, đợi cô chút xíu ha. Cloud rồi. Bây giờ mình tới chiếc lá số 10 đúng không? Đúng. 10. Để cô bấm số 12 trước nè. Rồi bấm số 10. What is it? Sau chiếc lá số 10 là một câu hỏi. What is it? Trả lời đúng thì mới được điểm. I can see tiền. Tiền là gì? Tiền là gì đây? Tiền là gì? Tiền là gì đây? Mơ. Cô nhắc nè. Mơ gì? Mơ gì? Money. Money. Rồi. Vậy là chiếc lá này thuộc về cô. It is money. Yeah. Chiếc lá này thuộc về cô rồi nha. Tiếp theo anh chọn một cái con số khác đi con. One. What are they? Nhớ không? Tạp chí là me gì? Magazine. Đây magazine. Có S hay là không S? Yes. Có S. Đúng không? Rồi. Vậy là chiếc lá số 1 thuộc về An. Bây giờ An chọn chiếc lá tiếp theo đi. 7. What are they? Tiền, hồi nãy mình có tiền là gì? They are money. They are money. Rồi, mặt nạ là mask. Mask. They are money and mask. Rồi, vậy là chiếc lá này thuộc về em. Thêm một con số nữa ha. Thêm một con số nữa đi. Four. What animal are they? Đây là những con gì? What animal are they? I can see a mouse.
I can see a monkey. Giỏi. Rồi, chiếc lá số 4 thuộc về An rồi. Bây giờ bữa sau mình chơi tiếp nha. Bữa sau mình chơi tiếp ha. Bây giờ thì mình sẽ nghỉ tiếp bởi vì tới giờ rồi. Rồi, bữa thứ 6. Bữa thứ 6, An có bài kiểm tra đó. À, nếu như mình kiểm tra ha, còn thời gian thì mình sẽ chơi tiếp. Được không? Rồi, em nhớ về ôn bài thứ 6 kiểm tra nha con. Goodbye, see you again. Hẹn gặp lại em bữa thứ 6 nha. Bye bye. Con mở được chai nước chưa? Chưa nữa. Chưa nữa hả? Con kêu mẹ mở giùm đi. Thank you.